Hàng ngàn người chữa khỏi bệnh xương khớp không lo tái phát nhờ bộ đôi thuốc thảo dược từ Mỹ. Bạn bị đau nhức, kèm theo đó là cứng khớp và thường xảy ra vào buổi sáng. Bạn bị sưng tấy, nóng đỏ khớp. Cơn đau cứ âm ỉ và trở nặng khi thời tiết lạnh. Bạn bị hạn chế vận động. Bạn bị biến dạng khớp. Cơ bắp của bạn suy yếu. Khớp cử động có tiếng kêu. Vị trí thường xảy ra nhất ở bàn tay, đầu gối, khớp háng, cột sống lưng. Nguyên nhân của bệnh là do béo phì, trọng lượng thừa tạo áp lực lên các khớp. Chấn thương khớp do chơi thể thao. Căng thẳng kéo dài, khi bị căng thẳng sẽ kích thích hệ thống thần kinh để sản sinh ra hormone gây tác động lên cơ bắp, lưng và cổ. Tuổi tác, đối với những người lớn tuổi thì sụn trở nên giòn và dễ gãy, làm các khớp xương mất đi miếng đệm. Tỷ lệ mắc bệnh xương khớp đối với người cao tuổi chiếm tới 60%, một tỷ lệ khá cao. Theo thống kê tại Việt Nam, cứ 5 người tàn phế thì có tới 4 người do biến chứng xương khớp, một số trường hợp nặng có thể dẫn đến tử vong. Bạn đừng lo lắng vì Bilura sẽ mang đến cho bạn bộ đôi thuốc thảo dược từ Mỹ. Với thành phần có trong thuốc thảo dược làm lành viêm xương khớp Osteomu gồm glucosamine SMN, chondroitin sulfat, tổng hợp từ các loại trái cây như nho, lựu, dâu tây Việt Quốc, nhũ hương, nghệ, collagen type 2, hyaluronic acid, mangan, boron, giúp sản xuất các proteolycan để tái tạo mô sụn, tăng cường chất bôi trơn để xương khớp hoạt động một cách dễ dàng, hết tê cứng mỏi xương khớp, cung cấp dưỡng chất và phục hồi lại sụn khớp xương sau quá trình viêm đau. Và vỏ trứng glucosamine có trong thuốc thảo dược trị đau xương khớp NEM, loại bỏ tình trạng đau nhức xương khớp trong vòng 7 đến 10 ngày. Sản xuất collagen type 2 giúp bảo vệ và sửa chữa sụn khớp. Sản xuất hoạt dịch giúp các khớp bôi trơn dễ dàng hơn, cung cấp dưỡng chất cần thiết cho khớp khỏe mạnh. Với bộ đôi thuốc thảo dược, Bilura đã chữa khỏi cho hơn 1.000 người mỗi tháng. Bilura cam kết điều trị tận gốc bệnh viêm khớp mãn tính, thoái hóa khớp, gai cột sống, đau nhức lưng. Hãy để lại số điện thoại hoặc gọi đến hotline 0909 263 124, 0962 158 661. Bilura sẽ liên hệ tư vấn miễn phí cho bạn. Bilura mời bạn truy cập website wendybenxuongkhop.com. Chúc bạn luôn vui khỏe.